Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với channel của Đinh Hằng Minh nha các bạn. Chào các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm mồi câu cá trôi, cá chép, cá rô phi và cá mì dinh nha các bạn. Mình tập phần của chúng ta hôm nay rất đơn giản, hiệu quả, dễ làm, không tốn nhiều tiền và công sức. Mình đã test bài mồi này thành công rồi, còn chờ riêng các bạn thôi. Thành phần bao nhiêu mình không có giấu đâu, có bao nhiêu thành phần mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Anh em làm, anh em lên được cá, đó là niềm vui của mình rồi. Rồi, bây giờ xin mời tất cả các anh em và các bạn cùng đón xem mình làm một câu cá nha. Đầu tiên các bạn bị mình một cái thau nhỏ như thế này nha các bạn. Đây là cám chim, cám trứng nha các bạn. Đây, thức ăn chim cảnh VVA. Đó, đây là cám chim. Các bạn dùng bị mình 2 lạng cám chim nha các bạn. Bạn chế ra thao cho mình luôn 2 lạng cám chim. Rồi, đây là nước, các bạn chế nước vô cho mình. Xong rồi các bạn trộn đều lên. Rồi, bây giờ mình sẽ để cho cám chim này của ta nó nở ra nha các bạn. Bây giờ các bạn bị mình một cái thau như thế này nha các bạn. Đó, xong rồi các bạn đổ cám chim ra cho mình 2 lạng cám chim. Đây là cám tanh nha các bạn, mồi câu A2 cám tanh. Các bạn nào mà không có cái loại cám tanh này, các bạn có thể thay thế bằng cám cá 4 ly, 4 ly đạm nha bạn. Càng tanh càng tốt nha các bạn. Bạn cho ở đây mình 1 lạng, 1 lạng cám tanh. Rồi, đây là sữa chua, sữa chua TH chuông miêu lại mà có đường nha các bạn. Đây, sữa chua này chua có đường nha. Nè, nửa hộp nha các bạn, nửa hộp sữa chua có đường. Rồi, đây là trứng vịt, một quả trứng vịt nha các bạn, một quả trứng vịt. Rồi, xong. Đây là bài mồi mới của mình, cà phê phố. Đó, hôm nay mình làm bài mồi này bằng cà phê nha các bạn. Đó, mồi cà phê phố, một gói cà phê phố nha các bạn, một gói là được rồi. Đó, cà phê rất là thơm luôn các bạn ạ. Thơm, nó có mùi khét khét. Đó, thứ kết hợp cho ông ta câu cá trôi chép phi màu cá mè dinh. Và mồi này của mình rất hợp cho ông ta câu cá sông nha các bạn. Đây là chuối hương, chuối hương các bạn dùng lại mà chín mùi thì càng tốt. Đây, mình có cái quả này nó vừa chín tới, như vậy cũng được rồi, một quả nha các bạn. Quả này rất là to luôn. Rồi, một quả. Thành phần cuối cùng đó là mồi câu cá D1. D1 này mình sẽ bỏ sau nha các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn đều phần lên trước cái đã. Trên mồi này chúng ta nó có bị bở hay gì không, mình cho thêm cắm chim nha các bạn. Đấy, thấy không? Mình biết trước là mồi ta sẽ bị nhão. Đó. Bây giờ các bạn cho D1 vô trước cái mình cái đã. Còn phần mà nó bị nhão, chút nữa mình sẽ cho cắm chim vô nữa.
là thịt khác nó sẽ khô lại ngay. Đây. Và còn một ít D1 nha các bạn. Chưa hết luôn. Đó. Chùm đều lên. Đây là cánh chim nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ con chim vô. Đó, cho mồi tao nó khô lại. Đây các bạn có thể câu cá được rồi. Lỡ hết luôn các bạn ơi. Dạ là 4 lạng cánh chim. Đây là cám bắp nha các bạn. Đó. Mình sẽ bỏ cám bắp vô đây luôn. Khoảng ở chừng 1 đến 2 lạng cá bắp nha các bạn. Rồi các bạn trộn đều lên cho mình. Trộn đều lên là được rồi. Mồi ông ta lên mùi rất là thơm luôn các bạn nha. Độc và lạ. Mình nghĩ mồi này rất là lạ. Và chắc chắn là 100% những kênh khác sẽ không có bài mồi này, gọi là mồi này. Độc kênh của mình có thôi. Và mồi này của mình không thuộc bản quyền của ai hết. Đó, mình nên nhớ nha. Không thuộc bản quyền của ai hết. Tại vì mồi tự chế. À. Và mồi này các bạn trộn bằng câu liền cũng được, hoặc ủ một ngày nha các bạn. Đừng nên ủ lâu. Đó. Bạn muốn thì bạn trộn bằng câu liền luôn cũng được. Rất ok và hiệu quả. Đấy, bạn cứ trộn như vậy. Bạn để ngày mai mồi của ta nó sẽ nở hết ra. Bạn cho trộn thêm ít nước tại điểm câu nữa là các bạn câu luôn. Đó. Các bạn chuẩn bị thêm một ít D1 nữa. Các bạn trộn thêm vô cho có mùi thơm. Như vậy là các bạn có thể câu cá được rồi. Nha các bạn. Đấy, đấy giờ có ngay một cục mồi cho chúng ta câu cá rồi. Lên mùi rất là đặc biệt luôn các bạn ơi. Bây giờ các bạn bỏ vô bịch cho mình nè. À, bỏ vô bịch. Bục kín lại. Sáng ngày hôm sau các bạn đem đi câu. Ok. Mồi này của mình lên trôi chép chấm luôn các bạn à. Rất là nhạy nha. Và có thể câu được cá cha. Rồi. Cảm ơn tất cả các anh em và các bạn đã xem cái clip của mình nha các bạn. Và các bạn nếu thấy hay hãy nhớ cho mình xin một like. Và đừng quên đăng ký kênh. Và chia sẻ bài mồi này với lại tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Xin chào. Và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.